quan hệ giữa người Việt hải ngoại và chính phủ Mỹ, những tác động kinh tế, chính trị và xã hội đối với Mỹ và Việt Nam. Xin chào mừng các bạn đã đến với Sử Việt Address, nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử đầy xúc động và hào hùng của dân tộc. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một đề tài vô cùng quan trọng và thú vị, mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt tại hải ngoại và chính phủ Mỹ. Tại sao sự liên kết này lại có sức ảnh hưởng sâu rộng không chỉ với nước Mỹ mà còn đối với cả quê hương Việt Nam? Những sợi dây vô hình kết nối người Việt hải ngoại và chính phủ Mỹ. Những thập niên qua, cộng đồng người Việt hải ngoại tại Mỹ đã trở thành một trong những cộng đồng châu Á lớn mạnh nhất, không chỉ với số lượng ngày càng tăng mà còn nhờ vào sức ảnh hưởng đáng kể về cả kinh tế, chính trị và xã hội. Nhưng làm thế nào mà những người rời xa quê hương lại có thể tạo dựng được vị thế của mình ở xứ người? Chính phủ Mỹ và cộng đồng người Việt tại đây đã có sự hợp tác như thế nào để hỗ trợ, phát triển và bảo vệ lẫn nhau? Đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng giải đáp trong video hôm nay, và tôi tin rằng câu trả lời sẽ khiến các bạn không khỏi bất ngờ. Thứ nhất, người Việt hải ngoại tại Mỹ, lịch sử và những chuyển biến đáng kể. Lịch sử cộng đồng người Việt tại Mỹ khởi đầu từ làn sóng di cư sau chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là vào năm 1975. Lúc bấy giờ, hàng ngàn người Việt đã tìm đường tới Mỹ trong bối cảnh khó khăn, mang theo hy vọng về một cuộc sống mới, hòa bình và tự do. Với sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ và các tổ chức thiện nguyện, cộng đồng người Việt dần dần xây dựng được cuộc sống ổn định, hình thành nên những khu phố Việt sầm uất như Little Sài Gòn tại California và các khu vực khác trên khắp nước Mỹ. Đến hiện tại, người Việt tại Mỹ không chỉ là một cộng đồng đông đúc, mà còn là một lực lượng kinh tế, chính trị quan trọng. Với sự phát triển nhanh chóng về giáo dục và kinh tế, họ đã có thể hòa nhập tốt vào xã hội Mỹ và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Cộng đồng người Việt giờ đây không còn là những người nhập cư xa lạ, mà đã trở thành những công dân Mỹ có quyền và tiếng nói mạnh mẽ trong xã hội và chính trị Hoa Kỳ. Thứ hai, ảnh hưởng chính trị của người Việt hải ngoại tại Mỹ. Sự hiện diện của cộng đồng người Việt trong chính trị Mỹ ngày càng rõ rệt. Những chính trị gia gốc Việt như Janet Nguyễn, Stephanie Murphy đã thành công trong việc giành được các vị trí trong các cơ quan chính quyền Mỹ. Những nhân vật này đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Những người Việt ở Mỹ cũng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam theo hướng cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Hơn thế nữa, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng tác động tới chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam. Chính phủ Mỹ đã dành sự quan tâm nhất định tới cộng đồng này, bởi đây không chỉ là một nhóm dân nhập cư lớn mà còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Người Việt hải ngoại đã góp phần khiến Mỹ xem xét lại nhiều vấn đề quan trọng trong mối quan hệ với Việt Nam, từ các vấn đề nhân quyền cho tới các thỏa thuận thương mại. Thứ ba, ảnh hưởng kinh tế của người Việt hải ngoại tới Mỹ và Việt Nam. Kinh tế là một trong những lĩnh vực mà cộng đồng người Việt hải ngoại để lại dấu ấn đậm nét. Theo thống kê, người Việt tại Mỹ có thu nhập trung bình cao hơn mức trung bình của người nhập cư nói chung. Theo các thống kê từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, người Việt tại Mỹ có thu nhập trung bình cao hơn so với mức trung bình của người nhập cư nói chung. Theo dữ liệu gần nhất, thu nhập hộ gia đình trung bình của người Việt tại Mỹ vào khoảng 65.000 đô đến 75.000 đô mỗi năm, trong khi mức thu nhập trung bình của hộ gia đình người nhập cư nói chung dao động khoảng 57.000 đô đến 60.000 đô mỗi năm. Sự chênh lệch này một phần xuất phát từ sự nỗ lực cao của cộng đồng người Việt trong việc đầu tư vào giáo dục, sở hữu các doanh nghiệp nhỏ và sự tham gia trong các ngành nghề có mức thu nhập ổn định như y tế, công nghệ và các ngành kỹ thuật cao. Cộng đồng người Việt thành công trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh nhà hàng, làm nail đến y tế, công nghệ thông tin và cả các ngành nghề trí thức cao như bác sĩ, kỹ sư và luật sư. Những doanh nghiệp nhỏ và vừa của người Việt tại Mỹ đã góp phần tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Đồng thời, kiều hối từ người Việt tại Mỹ gửi về Việt Nam hàng năm cũng là một nguồn tài chính đáng kể, giúp hỗ trợ kinh tế cho nhiều gia đình và phát triển nhiều khu vực. Theo Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối từ Mỹ về Việt Nam chiếm tới 40% tổng lượng kiều hối mà Việt Nam nhận được, đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách quốc gia. Thứ tư, tác động xã hội của người Việt hải ngoại, cầu nối văn hóa và giáo dục. Không chỉ dừng lại ở kinh tế và chính trị, người Việt tại Mỹ còn có những đóng góp lớn về mặt văn hóa và giáo dục. Họ đã tạo nên những cầu nối văn hóa thông qua các lễ hội truyền thống, trung tâm văn hóa và các chương trình giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt. Những hoạt động này không chỉ giúp thế hệ sau tại Mỹ duy trì bản sắc dân tộc mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Cộng đồng người Việt còn có nhiều dự án thiện nguyện, học bổng và các chương trình hỗ trợ giáo dục tại Việt Nam. Những chương trình này đã giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập và phát triển, đặc biệt là những vùng khó khăn.
người Việt hải ngoại đã đi một chặng đường dài, vượt qua những khó khăn để không chỉ xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ mà còn luôn hướng về quê hương Việt Nam. Tình yêu và lòng tự hào về quê hương vẫn còn đó, và chính điều này đã khiến mối quan hệ giữa người Việt hải ngoại và chính phủ Mỹ trở nên đặc biệt. Đối với Việt Nam, cộng đồng người Việt yêu nước tại Mỹ là một nguồn lực quý giá về kiến thức, tài chính và văn hóa. Đối với Mỹ, cộng đồng này là một bộ phận không thể thiếu trong xã hội đa dạng của họ. Và các bạn ơi, nếu bạn cảm video phân tích chuẩn xác thì hãy cho tác giả Minh Tiến một like yêu thích video, hãy để lại bình luận ý kiến của các bạn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh Sử Việt Address nhé. Đó chính là các bạn ủng hộ chúng tôi để tiếp tục mang tới những câu chuyện lịch sử cảm động và những bài học quý giá. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc đến với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.